Bon Bon trên đường thì gặp ngay cô Hồn xuất hiện như một phi thân và cái kết. Nen, nay về quê chơi lễ hết rồi ta, đường gì mà vắng queo à? Ê ê, lòi đâu ra hai cái thằng quá xế chạy thục mạng dữ kia trời. Diễn xiếc nghệ thuật đường phố hả mày? Ngán thở thì nói tiếng nha. May là tao né kịp, không là tới nái rồi. Ủa, cái quăng què gì vậy trời? Tưởng thoát được hai cái thằng cô hồn cắt đảng này rồi chứ. Chắc là hai thanh niên quay lại cảm ơn bác Tài đã nương tay cứu mạng mình đây mà. Tin chứ, tin tất là được. Ủa mà sao cái mặt hình sự dữ vậy? Kiểu này đang muốn đi đầu thai mà tài xế kia không hiểu ý đây nè. Đúng, hợp lý. Tâm này mà không hỏi thăm phụ huynh rồi giao lưu vài đường yêu thương thì hơi phí đấy nhỉ. Đúng là tháng cô hồn xui rủi. Mọi người thì có gặp trường hợp các thánh cô hồn cắt đảng như trong clip này không? Comment ngay bên dưới cho tụi mình cùng biết với nha.